Hội nông dân tỉnh Đồng Nai phối hợp với Hội nông dân huyện Định Quán và xã Ngọc Định vừa tổ chức trao vốn của dự án chăn nuôi bò sinh sản cho các hội viên nông dân tham gia dự án tại xã Ngọc Định. Theo đó, 10 hộ nông dân tham gia dự án chăn nuôi bò sinh sản được hỗ trợ mỗi hộ 50 triệu đồng từ nguồn vốn ngân sách tỉnh trong thời hạn 36 tháng với lãi suất 0,55% một tháng để chăn nuôi, chăm sóc đàn bò sinh sản của gia đình.